Tóc tiên thì sao? Làm gì biết. Ngồi yên, không được nhảy vào miệng người khác khi người ta đang nói chuyện. Khi mà em thấy cái đoạn mà hát của bạn này nó đúng một chữ thôi thì âm lượng rất là to. Trời to thì hát to nó to. Anh thì... để em chương trình người ta sửa giọng hết dầu. Anh có dám nhảy vô mồm Nhã Phương nói chuyện hay không? Dám anh nhảy hết. Trời ơi, nhảy vô mồm Nhã Phương bả nhả ra cái chết liền chứ giỡn. Bình tĩnh em đi. Mèo bình tĩnh lại. Nói sai có một. Em bình tĩnh chưa? Bây giờ bình tĩnh chưa? Nói sai có một cái tựa thôi mà thiếu điều nó muốn lấy sơn nó tạc quán Trường Giang luôn rồi. Hay đó. Không hay. Hay. Không. Hay. Không. Hay. Không. Hay. Ok không. Không là không. Okay, em không. Nói bạc rồi. Miu đi. Những cô nàng tóc ngắn siêu cá tính khiến Trấn Thành Trường Giang ngao ngán. Ừ, nói đi cơ. Dạ, em chọn cái chị số 2 á, chị Bạch Tuộc á. Rồi, chọn người khác là trúng chính xác. Đúng rồi đó. Em chọn cái nào? Cái bài hồi nãy không phải là của Hương Trà mà là của chị Hồ Quỳnh Hương. Em muốn miệng nãy giờ mới ra là cái bài và em muốn hát lên cho toàn thế giới. Không, ý anh nói là em luôn chọn sai thì giờ Trấn Thành Thu Trang chọn số khác là đúng. Ý em đang nói cái bài hồi nãy không phải là chị của Hương Trà. Bây giờ nghe nè, bài của chị số 6 nghe nè, nó nghe nè. Chị quẹo vô quận 7 bên kia nó qua Bình Thạnh chị. Nhưng mà thiệt là nãy giờ em ngồi rất tập trung để em nhớ cái bài thì phải cho em chưa nói chứ không phải ok. Đúng rồi, chơi đi đó. Của chị Hồ Quỳnh Hương. Bài anh, bài là bài anh. Đúng không phải của Hương Tràm nhá. Nhưng mà Mi ơi, Mi nó đấu tranh hơn 5 phút chỉ để vạch mặt Trường Giang là đưa ra cái bài sai của Hương Tràm. Có đấu tranh gần 5 phút đồng hồ. Em lẩm bẩm nãy giờ đúng anh. Đầu từ lúc đầu là Miu Lê đã không có ấn tượng là Trường Giang rồi. Tại em không muốn anh nói cái gì đó sai. Không phải đơn giản mà cái đầu nó quá. Hay quá. Nó suy nghĩ riết cái đầu nó mới quắn. Em không vậy. Muốn anh nói cái gì đó sai trên sóng truyền hình. Anh hiểu đó, em. Trời ơi hay anh quá. Một cái vở kịch của anh mà đâu đi đóng nhà cho anh mà tự nhiên nhắc đến đây. Ok nhà. Anh hiểu em. Ok. Đúng không? Ok hiểu. Ok. Cái gì thôi. Cái gì nó không chứ. Thành ơi. Thành ơi. Ok. Thành. Ô quên nữa rồi. An ủi em đi. An ủi em đi. Con chèm luôn. Con chèm chứ. Sao mà nói tự nhiên vậy được. Bảo vệ khiên nó ra. Giận lắm luôn á. Vô bình tĩnh em đi. Mèo bình tĩnh lại. Nói sai có một. Em bình tĩnh chưa? Bây giờ bình tĩnh chưa? Nói sai có một cái tựa thôi mà thiếu điều nó muốn lấy sơn nó tạc quán Trường Giang luôn rồi. Không, bây giờ em bình tĩnh chưa? Em không muốn mấy người nói sai vậy. Rồi, bây giờ Trường Giang. Xin lỗi người ta đi. Xin lỗi. Bây giờ qua quyền đó xin lỗi chị. Cái bài của Hương Tràm mà. Mà số ngàn đó cho em mập lại không thích rồi nhưng mà em đó thì. Xin lỗi. Xin lỗi đây. Bài anh của chị Hồ Quỳnh Hương. Đúng rồi, bài thì của Hương Tràm. Còn cái số ngày nay em mập lại không biết rồi đó. Đó. Nguyên nhân chính là đây. Rồi. Nhưng mà bài của Hương Tràm. Chị Hồ Quỳnh Hương, anh đi. Giờ anh cá vậy mong. Anh cãi hoài, anh chơi thân Hồ Quỳnh Hương anh biết mà. Cái bài tên là anh. Biết rồi. Quỳnh Hương đây đâu, biết rồi. Rồi. Bị gì vậy? Tôi nói nha. Tối nay mà quán Trường Giang bị tạc sơn là nó chứ mày. Là nó. Miu nghe nhiều nhạc Miu lộn bài này của Hương Tràm. Thôi Miu ơi, Miu em bỏ qua đi. Miu bỏ qua em đi. Em bị cái tính Hương thua á. Vuốt giận. Anh xin lỗi em. Bài này của Hương Tràm anh đại diện dòng họ nhà nha, em xin lỗi em luôn. Xin lỗi em. Trời ơi, tôi chưa bao giờ tôi gặp một cái trường hợp như thế này. Nhưng mà anh vẫn không đồng tình, anh cứ ngồi đó đi. Anh ngồi bắt chân nghe, anh nói như vậy là được. Bỏ cái chân xuống. Miu xin lỗi. Cái bài này là bài ngốc của Hương Tràm. Dạ. Bây giờ Giang, Giang nghe Trang không? Gì mọi người à? Giang gì mọi người, gì chương trình đi. Bây giờ Giang nghe Trang đi. Không phải, nhưng mà tại vì cái bài này là bài ngốc của Hương Tràm. Giang! Anh đây! Giang, bình tĩnh lại, Giang bình tĩnh. Làm sao em ru nồi những đêm dài? Làm sao cho con tim đó lạnh lùng? Chị mong sao từ tên em tên giá hả? Hãy xin nghe với em. Em phát bài gì vậy? Bưng nó về. Bưng đi về. Quá. Coi anh giờ này có những điều quan trọng hơn cả sự lừa dối là yêu em. Em đúng. Bưng đi. Tóc tiên thì sao? Làm gì biết. Ngồi yên. Không được nhảy vào miệng người khác khi người ta đang nói chuyện. Khi mà em thấy cái đoạn mà hát của bạn này nó đúng một chữ thôi thì âm lượng rất là to. Trời to thì hát to nó to. Anh để em chương trình người ta sửa giọng hết dầu. Anh có dám nhảy vô mồm Nhã Phương nói chuyện hay không? Dám anh nhảy hết. Trời ơi, nhảy vô mồm Nhã Phương bả nhả ra cái chết liền chứ giỡn. Thường á, những người nào mà không biết hát
thì thường á họ cố gắng hát với âm lượng rất là to, họ cố gắng hét nhiều hơn là hát. Sai. Thường là như vậy. Đó là cái kinh nghiệm của em. Trong chương trình này tất cả đều được dàn dựng. Ủa em chưa quyết định cuối cùng là gì, em chỉ đang nói về cái nhận xét của em là thì như vậy. Thì góp ý thôi. Theo cảm nhận riêng của em là bạn này hát không hay. Cảm ơn em. Khi tất cả mọi việc mình hành động là do hai bán cầu trái và phải nó quy định, nhận thông tin mình nhìn bằng mắt, sau đó truyền bằng những dây thần kinh, hàng ngàn dây thần kinh bên bán cầu não trái và bán cầu não phải. Từ đó nó mới quy định tới hành động. Thì cái cậu này khi cậu tiếp nhận là em ơi máy camera này em diễn đi, là cậu bắt đầu có tiếp nhận xong quy định hành động của là hát và đánh nhịp, mà đánh nhịp rất là vô, rất là thoải mái, cho nên tôi quy định là ông này hát được. Ủa đâu phải ai đánh nhịp hay là cũng hát hay được đâu anh, có nhiều người. Nhưng tôi nói ông này thôi, tôi không nói người khác, tôi nói ông này. Cái cô này không biết là hát hay hay hát dở, nhưng mà cái đam mê mãnh liệt của cổ khi đã tham gia một cái gì đó là phải bốc cháy và khán phòng này có thể bị tiêu diệt. Nếu như vậy rất có thể là cô bán hộp quẹt hay là cô làm ở nhà có cây xăng. Giao bình ra. Đúng vậy. Không, người ta rất bình thản với những lời chỉ trích của dư luận. Cái gương mặt của người này là cái người sống trong showbiz. Nhưng ai dám nói một người bán hộp quẹt không hát hay? Cô ấy có thể đốt cháy tất cả mọi thứ. Đúng, chỉ một ngọn lửa thôi. Tôi đề nghị hai người đàn ông đi về chỗ hay đi quên kiếm kìa. Cái cô này là có một giọng hát vô cùng khủng khiếp. Nếu mà cô ấy đã trình diện bốc cháy, ba đi thì bốc lửa, chắc chắn giọng hát sẽ bốc mùi. Em có tin là nguyên khán phòng này quánh em bốc khói luôn không? Cái cô này có hai điều để mình phải hãnh diện gì cô ấy, tức là quá sự đam mê là nó ghê gớm, cái sự cống hiến nó ghê gớm, và cái sự hoạch định về cái đường đi nước bước quá ghê gớm. Ủa nó nghe nè, nó nghe nè. Tôi khẳng định cái cô này là có một cái sự hy sinh cho một cái nghệ thuật, là cô này là đỉnh cao công nghệ Nhật. Xin lỗi gia đình nha, xin lỗi gia đình. Đi về đi em. Ủa sao tôi có cái gì hoạch định như thế ghê vậy? Ủa giống như chương trình mình hướng nghiệp hay sao? Tao mua lớn quá vậy. Nó nghe nè khoan, để cho khách mời nói một câu được không? Mời Quang Vinh. Hát kinh khủng lắm, kinh khủng khiếp lắm. Là rất là thích màn biểu diễn này luôn, và cảm thấy là đầu tư và dốc hết tâm sức của mình. Đâu, cái đó là cái mình phải gọi là mệt lắm. Vâng, em kiềm chế chủ nhà bên đó lại. Đúng rồi, anh đừng có nhưng mà nói em nữa. Nghĩ là cổ không hát được, tại vì khi mà cổ nhép theo bài của Hà thì cũng không có đúng nhịp. Từ đầu tới giờ em nói thiệt đó là em rất thích anh, em rất mê anh vì anh đẹp trai. Thì ở đây ai cũng biết cái quan điểm em là đẹp là được rồi. Nhưng anh sai rồi. Từ đây về sau sao? Từ đây về sau em không còn thích anh nữa. Ủa, lẽ ra anh tưởng em vẫn là già, từ đây về sau em vẫn tiếp tục thích anh nữa chứ. Không, tại vì em vẫn bảo vệ cô số 4 này là hát hay. Thần thái đó mà hát mà coi như là mà quen hết sân khấu thì có thể nổi tiếng rồi. Nếu vậy là tóc tiên rồi, đúng chính không? Xác. Đúng rồi, em nó quên nhắc cho anh nói một chuyện nữa là đây mình không phải đi tìm ca sĩ. Mà cái này là một người bình thường có giọng hát được hay. Nãy giờ mình đang nói là tìm ca sĩ đâu. Không có nói là hát xuất sắc, nhưng mình đang nói là Em sai, em được đổi luôn. Giờ còn thích người ta nữa không? Không có lập trường. Dạ. Thích người ta nữa không? Mình sai đó. Thích. Thích lại phải không? Em thích anh Quang Vinh lại. Tóc Tiên ơi, em đừng có dựa ngửa ra như vậy nữa Tóc Tiên ơi. Tiên ơi, đề nghị ngồi thẳng lên, anh đang mệt. Đây không phải là bãi biển Honolulu. Em mà cứ như vậy là Trường Giang mệt nữa nha. Trường Giang coi cái phần vừa rồi xong là đã muốn tuột máu rồi. Bây giờ anh nói cái gì đó em không hiểu, anh Trường Giang nói cái gì á. Bây giờ anh mới nhờ em. Trường Giang trên đời này không nói cái gì cho người ta hiểu hết. Xét về mặt hình thì là xuất sắc rồi. Nhảy đúng nhịp, nhảy đúng động tác là một chuyện, nhưng mà cái thần thái là bạn này có. Sexy, rất là sexy luôn. Và rõ ràng là bạn rất là tự tin trên sân khấu, gọi là chiếm lĩnh sân khấu rất là tốt. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa nói lên là bạn này sẽ hát hay, mà em đang có một cái giác quan rằng là có thể là bạn này giác hát. Quan em nãy giờ thấy toàn giống giác hơi không ạ. Nhưng mà nãy giờ giác quan em đúng không ạ? Nhà đúng rồi, đúng. Hồi nãy anh thua rồi còn gì. Anh biết người ta hát hay nên anh muốn nghe người ta trình diễn anh mới chọn. Rồi. Cái này rồi, gọi rồi. Là lý luận cùi đó anh. Cảm ơn Tóc Tiên, cứ giữ cái suy nghĩ đó của mình lại nha. Chúng ta sẽ đến với người tiếp theo. Ôi thấy cùi. Trời ơi. Em đang thắc mắc một chuyện là thường thường em nghe là lý luận cùi hay là cùi. Lý luận cùi là vậy luôn á. Lý luận cùi. Cùi đúng không? Người ta nói lý sự
của cô ấy là lý người, sự lý luận người của ta ấy. Không rành về ngôn ngữ tiếng Việt. Thôi thông cảm, mấy tóc tiên cũng rời Việt Nam hiểu. Mấy năm rồi. Đôi khi không hiểu. Người ta thấy Trường Giang rút lại vậy người ta tưởng cười à. Mọi người đang nghĩ rằng cậu này hát hay đúng không? Em nghĩ bạn này hát không hay. Sai. Hay đó. Kệ hay anh lắm. Hay lắm. Chúng ta cậu có hai đầu chiến tuyến. Bởi vì khi một người hát không hay thì không bao giờ người ta có thể chọn những bài này để người ta siêu diễn. Bạn này đâu có chọn đâu, đâu. Ban, ban tổ chức chọn. Bạn này chọn. Bạn này chọn. Làm sao anh biết? Tôi là người của ban tổ chức. Ủa, vậy là không có công bằng rồi. Vậy nói lại là hồi nãy, câu nãi. Lý sự cười. Sao bữa nay anh nói nhiều quá vậy Trường Giang? Lý luận cười. Tôi là người của ban tổ chức và tôi biết cái bài này là bạn này tự chọn. Khi ban tổ chức yêu cầu em muốn nhép bài nào, ném em vào vòng thứ hai, bạn này đưa bài này vô, ban tổ chức nói được. Công việc hiện tại của em Minh Trí hả em? Cùng tên chồng chị Ốc đó. Giống họ giống tên luôn em. Nhưng mà người ta đẹp, chồng thấy gốm. Phải mà. Ai nói chồng có cái gốm. Chồng có chẳng qua là dài người hơn ta thôi. Đó, người ta 1m8 là hú hồn rồi, ổng cao 1m85. Cải thiện được nói giống rồi còn gì. Trời ác dễ trời. Tiên ơi, cái gì? Không nhầm Tiên ha. Nè, em nói cái nha. Cái câu mà đau nhất là câu bên đây nè, phải không Tiên. Tôi? Không sao, em không bán sao. Vào Thái Lan cho bà chịu thôi Tiên. Xin lỗi, Nguyễn Minh Trí. Tóc Tiên không sao cả, hôm nay em là khách, chị sẽ lịch sự với em. Bỏ qua. Anh à, khi nào mà đám cưới anh, em xin lỗi, em sẽ không mừng phong bì. Em sẽ tặng anh sữa canxi để cho anh đẻ con ra uống canxi nhiều. Nhanh, ok. Yên tâm đi, sau này tôi lấy những người cao như Tóc Tiên là đẻ con dài hả? Anh nghĩ những người như vậy có nghĩa là Nhã Phương không có cửa. Tôi nói rồi, Nhã Phương không thích điều này. Lát tôi sẽ đăng lên Facebook Trường Giang khẳng định lấy người cao cỡ Tóc Tiên, ngoài ra không lấy. Thôi, tiếp tục chương trình, tiếp tục chương trình. Giang ơi Giang, nhìn bé Hiền Hồ em có liên tưởng tới ai không? Miu Lê. Trời ơi, một nhân vật ấn tượng với em đó Giang. Xin ca xin, có đẹp xin, đâu. Xin dừng, xin dừng. Có một câu hỏi mà cả nhân loại đang chờ đợi để trả lời. Hiền Hồ mới hỏi, anh, mấy người này họ không mỏi tai hả? Đó. Có đó. Con bé bệnh mới về ha. Đâu anh thấy trời mới xuống luôn á. Thiên Hồ. Dạ. Bệnh không mỏi ta rồi yên tâm nha. Rồi giờ nhận xét mình cái bà số 4 coi. Bạn này đứng thả tim đúng không? Có hát hay. Tại sao? Mồm linh hoạt. Em đoán là hát hay. Mồm linh hoạt ha. Cái này nè nè, hay không hay, hay không hay hay. Không hay hay hay. Em ơi đừng tính cái đó là sai lầm nha em. Chương trình đâu có phải mà tính cho em đơn giản vậy em. Đứng xen kẽ á. Đứng xen kẽ. Trời ơi. Làm như ai cắt cái tóc ngắn đó, cái tính cách nó cũng cỡ cỡ vậy không anh ơi. Em ơi nhiều khi người ta nói tóc giả già vô cũng y chang vậy hà. Tóc thiệt. Tóc giả thiệt. Dạ tóc giả thiệt. Giả thiệt. Em thì em thấy nói là đi Quỳnh. Bạn hát hay đó. Why? Why? Tại sao nhỉ? Em cũng không em cũng không biết nữa đó. Tôi hoang mang gì đồng đội tôi quá vậy, tại sao hay mà nó hỏi tôi tại sao vậy là sao? Hai cái con người khách mời bữa nay như tựa trên sao Hỏa rớt đổi, xuống vậy thôi. Chết thì có giống như hai bên Berlin về bên Amsterdam về kỳ. Còn là nước nào vậy anh? Amsterdam thủ đô Hà Lan chị vậy? À, nước nào? Trời ơi, bé không biết luôn. Đây, đứng, đứng lên, đứng lên. Đứng lên làm gì vậy? Đứng lên, đứng okay. Lên. Ra lấy xe về đi. Trời đất ơi. Em đi taxi. Tao quen đi taxi. Cái gì? Không cần lấy xe. Vừa chiếu cái clip của cậu xong thì họ quay qua. Hay đó. Tin em đi, tin em, tin em, tin em đi. Em kêu là không hay. Cãi lộn đúng rồi. Cãi lộn rồi. Không, đội này đang kết nói chuyện nhẹ nhàng, không cãi nhau. Nói chuyện lịch sự thôi, cái này không hay. Không cãi nhau, không cãi nhau. Hay đó. Không hay. Hay. Không. Hay. Không. Hay. Không. Hay. Ok không. Không là không, okay, em không. Nói bạn rồi. Bạn Miu đi. Giống như là một bạn phiên bản khác. Bạn em gái luôn đó. Lần trước cây lộn y chang. Y chang như vậy. Không. Mẹ nó vừa có cái hành động của y chang vậy đó. Y chang. Anh Giang vừa kêu vuốt tóc đi. Bị xịt lịch qua một bên rồi. Giang có nói cái đó không Giang? Nói nào. Vuốt cái tóc này chứ này. Vuốt cái tóc này. Ok. Anh sẽ
có một xíu giống em là bạn hát không hay, tại vì anh rất là thích những người có cá tính như em. Nhưng mà hay thì không hay. Thôi mẹ nói đi, tại em bàn bạc lại xong. Có điểm dừng. Em không có chính kiến gì của mình hết. Không phải là không có chính kiến nữa không, mà là phải tôn trọng đồng đội. Không, em anh tôn trọng em, anh theo em phải nói là không hay. Phải không hay mới được. Hay, còn hát hay. Hát không hay. Đó, đó vậy đi. Tôi khoái cái khẩu hình nhỏ này quá hả?